Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vụ trộm chó tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Bị cáo Phan Duy Long, 24 tuổi, ngụ ở xã Long Thắng, huyện Lai Vung, bị xét xử tội trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 5, Lam rủ Nguyễn Minh Thược đi trộm chó và mang theo túi vải chứa dây rút nhựa, hai con dao, đèn pin và băng keo. Riêng Thược mang theo súng tự chế có kết nối với bình ắc quy và ướt bột. Khi cả hai đến xã Tân Phước, cả ba bắt ba con chó thì bị người dân phát hiện và báo công an. Đến 21 giờ, tổ tuần tra phát hiện yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Lam không chấp hành, bỏ chạy và xịt hơi cay vào tổ tuần tra, tẩu thoát bất thành. Riêng Thược ra công an đầu thú sau 5 ngày bỏ trốn. Ngày 4 tháng 6, Thược buồn chuyện gia đình đã uống thuốc trừ sâu và tử vong. Tại phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Di Long 3 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.